Cô chào các con thân yêu. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các con trong tiết học đạo đức ngày hôm nay. Trước khi vào tiết học, cô mời các con cùng nghe bài hát Làm Anh Khó Đấy, nhạc của Nguyễn Đình Khiêm, thơ của Phan Thị Thanh Nhàn. Nào, chúng ta cùng nghe nhé. Vừa nghe bài hát Làm Anh Khó Đấy. Các con thấy bài hát có hay không nào? À, bài hát rất là hay phải không nào? Bài hát nói về tình cảm của người anh trai dành cho em gái của mình. Vậy cô đố các con, hôm nay chúng ta sẽ học bài gì? À, đúng rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài 3, Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau, tiết 2. Để khắc sâu nội dung bài học, cô mời các con cùng tham gia hoạt động luyện tập. Đầu tiên là hoạt động xử lý tình huống. Các con hãy quan sát lên màn hình và cho cô biết ở tranh thứ nhất xảy ra chuyện gì. À, đúng rồi. Tranh thứ nhất vẽ anh trai đi học nhưng để quên hộp bút trên bàn. Theo con sẽ xử lý tình huống này như thế nào? À, đúng rồi. Con sẽ gọi anh và cầm hộp bút đưa cho anh. Ở tranh thứ hai, con thấy chuyện gì xảy ra? À, ở tranh thứ hai, em bé bò chơi một mình giữa nhà, giơ tay về phía chiếc quạt máy đang quay. Theo con sẽ xử lý tình huống này như thế nào? À, con sẽ chạy lại tắt quạt máy ngay và bế em ra chỗ khác chơi. Các con quan sát và thấy tranh thứ ba xảy ra chuyện gì? À, ở tranh thứ ba, chị gái đứng trên ghế thấp để lấy sách ở tầng trên cao của giá sách. Theo con sẽ xử lý tình huống này như thế nào? À, đúng rồi. Việc đầu tiên con sẽ gọi ba mẹ hoặc người lớn trong nhà đến giúp chị. Hoặc con sẽ lấy ghế cao hơn cho chị và giữ chắc ghế giúp chị. Ở tranh thứ tư, con thấy chuyện gì đã xảy ra? À, ở tranh thứ tư, anh trai đi đá bóng về bị chấn thương, trầy xước chân. Theo con sẽ xử lý tình huống này như thế nào? À, đúng rồi. Việc đầu tiên con làm là sẽ gọi ba mẹ hoặc là người lớn trong nhà đến giúp anh của mình. Hoặc con sẽ lấy nước sát khuẩn và bông băng giúp cho anh. Các con thấy cả bốn trường hợp trên đều cần sự quan tâm, giúp đỡ, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của anh chị em trong nhà, vì đó là sự thể hiện tình yêu thương của những người thân trong gia đình. Còn con ở nhà, con đã quan tâm, giúp đỡ anh chị hoặc em của mình chưa? Nếu chưa, con cần phải làm gì? Bây giờ, các con hãy kể cho cô và các bạn cùng nghe nhé. À, khi em bé khóc, con sẽ phụ mẹ dỗ em, chơi với em. Khi em không biết làm bài, con sẽ hướng dẫn em tận tình. Khi anh chạy quá nhanh, con sẽ nói anh đừng chạy nhanh quá, vì có thể sẽ bị té rất đau. Khi anh thức khuya chơi điện thoại, con sẽ nhắc anh đi ngủ sớm để không hại mắt, và ngày mai con thức dậy sớm đi học. Khi chị bị mẹ la, con chạy lại ôm chị và an ủi chị. Khi chị nhặt rau, con sẽ phụ chị nhặt rau. À, qua những việc các con vừa kể, cô thấy các con rất là giỏi nè. Các con đã biết quan tâm, giúp đỡ anh chị em của mình là việc làm rất là đúng đó các con. Còn bạn nào chưa quan tâm giúp đỡ anh chị em của mình thì từ ngày hôm nay, sau bài học này, cô hy vọng rằng các con sẽ thực hiện tốt việc quan tâm giúp đỡ anh chị em của mình. Các con vừa kể cho cô và các bạn cùng nghe những việc các con đã làm để thể hiện sự quan tâm giúp đỡ anh chị em của mình. Bây giờ cô và các con cùng đi vào hoạt động thực hành nhé.
Để thể hiện việc quan tâm anh chị em của mình, các con sẽ làm món quà gì để tặng anh chị em? À, con vẽ tranh tặng chị. Con gói quà tặng em. Còn con làm thiệp tặng anh. Nào, bây giờ các con cùng lấy đồ dùng ra và làm nhé. Các con đã làm xong và cô thấy các con vẽ rất là đẹp, gói quà rất là xinh, làm thiệp rất là khéo tay. Cô khen tất cả các con. Cô tin rằng chắc chắn anh chị em của các con sẽ rất là thích và trân trọng món quà mà các con dành tặng cho anh chị em của mình. Các con vừa vẽ tranh, gói quà, làm thiệp tặng anh chị em của mình. Vậy con sẽ thực hiện lời nói, động tác như thế nào cho phù hợp với những trường hợp sau đây? Trường hợp đầu tiên, buộc dây giày giúp em. Con sẽ nói như thế nào và làm động tác gì? À, đúng rồi. Ở trường hợp này, con sẽ nói: "Em ơi, dây giày của em bị tuột rồi. Để anh buộc dây lại cho em nhé." Ở trường hợp tiếp theo, con sẽ nói và làm gì để chải đầu, tết tóc cho em? À, ở trường hợp này, con sẽ nói: "Em ơi, em ngồi xuống đây để chị chải đầu và tết tóc cho em nhé." Ở trường hợp này, con sẽ nói và làm gì khi anh chị bị ốm? À, đúng rồi. Khi anh chị bị ốm, con sẽ lại hỏi anh chị của mình xem: "Anh chị ơi, anh chị có mệt không?" Khi anh chị bị sốt, thì con sẽ lấy khăn lau mát cho anh chị, lấy nước cho anh chị uống, lấy cháo cho anh chị ăn cho mau khỏe. Ở trường hợp này, con sẽ nói như thế nào để chia vui với thành tích học tập của anh chị? À, đúng rồi. Con có thể nói: "Anh chị ơi, em chúc mừng anh chị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình. Em ngưỡng mộ anh chị quá. Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để đạt được kết quả như anh chị." Cô nhận thấy các con thực hiện tốt những lời nói, động tác phù hợp ở những trường hợp trên. Cô khen ngợi các con hiểu chuyện và rất ngoan. Tình cảm anh chị em trong gia đình là một trong những tình cảm đẹp đẽ nhất của con người Việt Nam. Vì vậy, qua bài học hôm nay, tình cảm ấy được thể hiện đầm thắm, ngọt ngào qua câu ca dao: "Anh em như thể chân tay, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần." Và câu ca dao ấy cũng chính là ghi nhớ của bài học hôm nay. Cô mời các con cùng đọc to và học thuộc lòng câu ca dao này nhé. Anh em như thể chân tay, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chúc các con luôn luôn chăm ngoan, học tốt, có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại các con ở tiết học sau nhé.